lý do là phim còn nhiều có cái rô bê bạc và những hóa chất khác nó là từ xưa cho đến bây giờ trên phim nó ăn ít nhất là 4-5 lớp nano số sẽ cho này một ví dụ bây giờ cháu nào nó hình như thế này 5 lớp so với một lớp cháu nhìn qua một cái cánh cửa một cô già khán giả thì với con mắt nhìn bằng kỹ thuật số thì nó chỉ thấy qua cánh cửa là bằng cánh cửa thì rõ gì cao đó nhưng phim nhìn con mắt ở phim thì nó cho đến 4-5 lớp đằng sau cánh cửa đó cho nên anh nhìn vào cảm được sâu đúng không? Nó tại sao mắt đấy? Là nó bắt đây là bởi vì bản thân nó đã có cái chiều sâu đó và chụp phim cái cách chụp nhất là cái góc chụp nhà trí bác sẽ nói là một cảnh bức cảnh đẹp là như thế để có một bức cảnh đẹp gì như thế phải chụp những cái nào có bức cảnh đẹp bác gì đẹp như vậy thì 3D là nếu nhìn vào một hình tượng ví dụ cái này nhìn một bức tranh bức họa có một cây nào đó họ sẽ rất đẹp rất là giỏi và chân dung một người nếu là chỉ vẽ cái chu vi này thôi thì cháu chỉ thấy là ở hình tượng chu vi gương mặt của một con người nhưng mà nếu anh ta lấy bút chì anh ta đánh mảng sáng mảng tối mảng sáng mảng tối thì bức ảnh sống động và nó nổi cấu lên này cái hình chụp lên này thì khi sẽ làm được việc đó nó bắt được nha sáng mảng tối chiều sâu ha cái chỗ khác chiều sáng chiều tối chỗ đông chỗ tối nghĩa là nó tạo nên một cái hình sống động còn cái số thì nó đen thôi. Cho nên bác phải một con chụp đẹp nhưng mà đã chụp mà chậm đừng chụp phải cố gắng áp dụng ánh sáng trời này không có gì thay được ánh sáng trời này chứ ngoài hết tự nhiên ánh sáng tự nhiên ánh sáng này trời cho con người cho thế gian này phải tận dụng ánh sáng trời này như thế nào đó mà không được khi chụp ban ngày ở ngoài trời không chụp đẹp còn bây giờ rất nhiều người chụp đẹp nó lên được một vài chi tiết nhưng mà nó đánh mất nó cướp mất của chúng ta mà nếu trên gương mặt của một người mà không có sự cảm tội thì không còn biết cách sử dụng mạng sáng tối trên gương mặt và cơ thể của một con người nhất là gương mặt của mình cái chữ là sáng tối nó là đôi khi có nhiều không sáng nhưng mà nhiều khi phải sáng nhiều hơn tối cái chỗ cần kia cái quyết để quyết tâm cái gương mặt của ta thì dùng mà tối đến cái này cái này mình chụp đây không phải là chụp theo cái dịch vụ nó không được có mặt anh tiền không cần phải chụp máy còn mình chơi giấy chơi cái gì anh tiền
thì nghệ thuật cũng đòi hỏi hình tượng, tính thẩm mỹ của hình tượng, hiểu không? Tính thẩm mỹ của hình tượng, một hình tượng không thẩm mỹ là không bằng, không bằng, không biết được tầm hạ người mẫu, đúng không? Thì bây giờ không được tạo nên ở cái hình tượng đó mà sẽ tối rồi đi, đôi khi nửa sáng nửa tối rất đẹp. Như vậy bằng cách nào để chúng ta chụp được khuất mặt tối mà có nên được chi tiết, nó rõ được chi tiết, tất nhiên nó không rõ bằng cái mặt sáng, nhưng mà người ta có hình dung không có mặt sáng thì không có mặt tối, mặt tối để phục vụ cho nó, cái gì đừng nó chát thì sử dụng thủ đầu kép thì cháu phải lưu ý chứ còn giờ chụp cái chụp một cô gái rất là đẹp, nếu chụp một cô gái thì rất đẹp rất dễ thương mà bố cục sai thì quất mẹ tấm ảnh đó đi, đưa ra xấu hổ, đưa ra mắc cỡ người ta không xem rồi người mẫu đông giận ha. Sao không tự chụp được, mình phải nói dốc mày mất cuốn phim hay là nó rỡ hư rồi nó đẹp cho anh cuốn phim mới tóc nó lại bây giờ là sao không phải nói mày cũng đẹp dễ thương. Một người mẫu không đẹp nhưng cuốn phim hay là bình thường mà chụp đúng bố cục đúng phó thì người ta vẫn xem tới xem luôn người ta vẫn cầu vẫn cứ xem nữa. Nói như vậy chúng là nói sai là lĩnh vực thứ nhất là trước khi mua máy, trước khi mượn máy, trước khi mượn máy là công ty mong chụp mong chụp được ảnh đẹp như vậy. Có thằng nào mua đến mức độ mà ra để dành tiền để làm lụng làm vất vả để dành tiền để mua máy chụp không chơi hả? Có còn điên mới làm được mua máy để chụp vậy thì nhất thiết nào là đẹp phải giải mã cái câu này. Chứ bây giờ ở trong cao đài này ở đất nước mình bây giờ người ta thương ai định nghĩa một cách hoàn hảo nhất đầy đủ như thế nào là được, nhưng mà nó có chuẩn của nó, nói vậy chứ không phải là muốn nói sao nói đâu, phải vấn đề là cảm nhận nó đẹp thì mình thích được, nhưng mà các cháu cảm nhận ảnh đẹp là phải trên cơ sở, phải xét trên quan điểm khoa học, xét không thể cảm tính được mà cũng không thể giấy tính được. Dung hòa điểm trước hay là cảm tính hay là tôi cảm thấy tôi đẹp, vậy thì phải có học thuật, phải biết lý luận, phải biết khoa học về nhiếp ảnh thì mới đánh giá mới phẩm cảm xúc mới phải biết nó đẹp trên hay là không đẹp. Và khi ta có học thuật rồi, ta có cái này rồi thì có được làm cho ta cái này rồi, không cần người khác xem ảnh tôi đánh giá, tôi xem không cần nhờ người khác xem ảnh để đánh giá mình chụp đẹp hay không đẹp, mà tự mình xét thấy thôi đẹp hay không, và từ đó mới có cơ sở sáng tạo. Chứ còn mù mà mù mờ ai nói sao cũng nghe được, ai nói mày nghe cũng đúng mà nói đúng nghe có mà ai nghe cũng sai, thì trước hết là tự chủ. Thank you.
kiến thức chính mình, mà kiến thức để cho chứ không phải là thói quen. À, đại học có ok ok quá hộp. Không, là nhà nước cũng ba trước khi bị đuổi bắt là điểm của bắt bộ đội là điểm bị chân điểm bị chân à. Thì con nói cho tụi con nghe, phải có học xong đại học là có thể là tạm gọi là cho đó giảm nhẹ xóa dốt được rồi, xóa dốt thôi, chứ chưa phải mới có được mặt bằng chống dốt xóa nặng tử. Bây giờ tốt nghiệp mới gọi là mới là thoát khỏi đại học lên học đi kiếm tiền. Bây giờ đi vào cái bánh đi vào đó là đi vào đứng vượt qua đi vào đứng cái đó cộng nhau bằng khoa học tức là biết đi và lý thuyết học Phật. Có học Phật thì tự giáo mới tự đánh giá mới biết là cái đó đúng rồi. Chứ không theo cảm xúc người ta không có đẹp được không quen của người đời là như thế này. Người ta hay suy nghĩ hay trao đổi nói chuyện theo tình hình thế giới của thời sự của những diễn biến lớn lao trong nữa nên bàn tán những cái đó. Nhưng khi người ta nói chuyện với sách mật với nhau thì người ta nói về cái sở trường của mình, cái là cái thế mạnh của mình, cái mà ta đã học được, cái gì mà ta đã thích được, đúng không? Đúng. Hay nói thì nói ra. Nhưng khi người ta làm đó, suy nghĩ, à, nói, rồi là khi người ta làm thì làm. Đúng không? Mình sẽ giống như con giống như con chó chứ nó đi theo con quen rồi đó, đi theo con đường mòn mà đi con đường mòn là an toàn hết, không bị lạc mà đi con đường mòn là không bị lạc, an toàn nhất về nhà nhanh nhất. Đứa nào đi theo con đường mòn quen mê con đường mòn đó cũng còn sự cháu ngang để biết mình đang ở đâu rồi lâu lâu gì lên một chút những anh em cái cảnh các ông năm ông bảy tám mình dịch họ nhìn họ thì cũng đã biết mình